thôn Ly Tôn, xã Tả Long, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Tối ngày 16 tháng 10 năm 2021, nơi đây có một nam thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, lúc khoảng 18 giờ 30 phút, một nam thanh niên 20 tuổi ở khóm 6, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tìm cách vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu ở thôn Ly Tôn. Trong lúc đang kiểm tra mực nước để tìm cách vượt ngầm thì anh này bị trượt chân, bị nước cuốn trôi mất tích. Ngày 17 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông cho biết dù đã huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm nhưng đến 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 vẫn chưa có kết quả. Theo ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, tại vị trí bị nước ngập, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người phương tiện qua lại và có thanh chắn chặn lại, nhưng nam thanh niên vẫn tìm cách vượt qua nên gặp nạn. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông đã huy động lực lượng công an huyện, biên phòng cùng công an xã Tả Long và các xã lân cận phối hợp với lực lượng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, dân quân tự vệ các xã đi dọc bờ sông để tìm kiếm nam thanh niên. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ ở sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 tháng 10 phổ biến từ 120 đến 170mm. Đến thời điểm này, đã có trên 50 thôn bản bị chia cắt do ngập cầu tràn và đường giao thông. Có nơi cao lên đến hơn 2 mét nước ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông. Riêng cầu tràn Ba Lòng, huyện Đắk Rông, nước ngập sâu gần 3 mét, gây ách tắc giao thông. Các địa phương bị chia cắt đã làm rào chắn những khu vực nguy hiểm, cấm tuyệt đối không cho người dân qua lại. Phương án 4 tại chỗ, tức là toàn bộ lực lượng là từ máy móc, thiết bị máy phát điện, rồi là cả cái phương tiện cứu hộ cứu nạn, lương thực thực phẩm thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Và là chuẩn bị sẵn các cái vấn đề di dân đến những cái vị trí an toàn. 5 cái thủy điện trên địa bàn Đắk Rông thì đều kết nối với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và cập nhật cái mực nước từng giờ một tại các cái điểm tràn của các cái thủy điện. Đối với các cái thủy điện trên tuyến sông Đắk Rông thì tất cả là đều là thủy điện điều tiết ngày, cho nên là mực nước nó sẽ tràn và nó sẽ vượt ngưỡng tràn tự do. Thành lập các cái hệ thống chốt chặn cũng như là các cái hệ thống cảnh báo, đặc biệt là tất cả các ngầm tràn, 53 ngầm tràn thì đều được gắn các cái barrier cũng như là cái biển cảnh báo nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.